chuyện mà con hay nói xàm đó con. Dạ. Con ngồi kế bên đúng luôn á, đúng người luôn. Dạ không, con nói xàm chú. Vậy con hay nói xàm, con nói xàm luôn hả? Con cũng lười nữa. Vậy ba đứa mình chơi với nhau đi, đừng chơi với người đàn ông lúa tuổi kia. Không ai biết rằng chú cũng xàm hơn tụi con luôn. Chào cánh rể. Dạ. Ngon rồi vô. Sao anh chờ được mẹ? Dạ. Đợi khi nào bác sĩ cho cưới thì cưới. Nhưng mà cũng phải có một người giữ tiền chứ. Anh thì anh muốn em giữ tiền. Dạ chắc em nhường cho anh. Trời ơi, dở nữa. Trời ơi. Xin mời nhà gái. Chào cô gái của chúng ta, mời em ngồi. Rồi bây giờ mời em trai giới thiệu về mình. Rồi mời con. Dạ con tên là Võ Văn Thích. Năm nay con 27 tuổi. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê con ở Khánh Hòa. Con làm gì thích? Dạ con là chuyên viên về digital marketing của một công ty chuyên về thiết bị y tế á chú. Thời gian buổi tối thì con có làm thêm, bán thêm đồ chơi trẻ em vậy nè. Bán đồ chơi trẻ em nữa? Dạ. Được, vậy là có chí ý chí ha. Dạ. Bây giờ con đang sống ở đâu? Dạ con đang sống ở Thủ Đức. Mời nhà gái. Mời nhà gái. Dạ con chào chú Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn Nam. Em tên là Lê Hoàng Khanh, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang làm kế toán tại công ty HK Group, chuyên cung cấp các dịch vụ logistics. Quê em ở Bình Thuận. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em cũng ở Thủ Đức luôn. Hỏi liền, ở đâu? Em ở chỗ nào Thủ Đức vậy em? Dạ em ở phường Linh Đông á anh. Anh ở ngay chỗ khu đô thị Vạn Phúc á, thì nói chung cũng gần. Dạ. Vậy là hợp lý rồi ha. Ơi, mời nhà gái cho tôi biết về ưu điểm khuyết điểm đi. Ưu điểm của em là nấu ăn ngon. Em còn biết làm bánh. Hôm nay em có đem bánh tự tay em làm để tặng cho bạn Nam. Em vui tính, hòa đồng. Vui tính ha. Có khuyết điểm gì không? Hơi lười. Với lại lâu lâu thì em hay nói xàm. Em, ủa sao chị thấy mấy người mà thích làm bánh, thích nấu ăn là không có lười đâu á? Dạ không, em đam mê nấu ăn nhưng mà em không thích dọn dẹp. Dạ. Cái chuyện mà con hay nói xàm á con. Dạ. Con ngồi kế bên đúng luôn rồi á, đúng người luôn. Dạ không, con cũng nói xàm lắm chú. Gì? Con hay nói xàm nữa. Con nói xàm luôn hả? Con cũng lười nữa. Vậy ba đứa mình chơi với nhau đi, đừng chơi với người đàn ông luống tuổi kia. Không ai biết rằng chú cũng xàm hơn tụi con luôn. Nói cho cuộc sống mà đôi khi cũng xàm xàm chút xíu. Dạ. Cho nó vui. Dạ. Bây giờ mình nói chút xíu về đường tình duyên đây nè. Quen khoảng một năm, chia tay cũng gần được một năm rồi. Sao chia tay? Mẹ bạn thì không có kiểu như không có thích hay tụi con với nhau lắm. Tại bạn còn nhỏ, lúc đó mới có 18 tuổi, bạn còn đi học. Mà bản thân con thì hồi đó cũng chưa có đủ quyết tâm để gọi là thuyết phục mẹ, hoặc tạo sự tin tưởng cho mẹ bạn để cho hai đứa quen nhau. Giờ quyết tâm chưa? Dạ giờ quyết tâm luôn. Quyết tâm nha. Dạ. Con có điểm mạnh gì, điểm yếu gì nè? Dạ điểm mạnh của con thì con được mọi người nhận xét là hiền, rất là dễ chịu. Đôi khi thì ít nói nhưng mà nếu mà những người mà con quý thì con rất là vui tính, hay chọc hay giỡn. Bên cạnh đó thì con cũng thích chơi thể thao, như con chơi đá banh nè, con chơi cầu lông. Gái thì sao? Tình trường sao? Dạ em có 3 mối tình. Khá ha. Mối tình nào là sâu đậm nhất nè? Dạ mối tình hồi năm lớp 11 là sâu đậm nhất. Trời ơi, rất đẹp, đẹp lắm ha. Kiểu tình yêu gà bông thôi. Nói chung là bên nhà gái về tình trường thì có kinh nghiệm nhiều hơn. Nhưng mà tình yêu gà bông không hả? Hả? Tình yêu gì? Gà bông. Gà bông là sao? Gà bông là nó... là sao? Nó... Chào em. Tình yêu gì lạ vậy? Tình yêu gà bông là tình yêu tuổi học sinh, sinh viên. Rồi mẫu hình lý tưởng sao? Dạ con thích chị ca sĩ IU á, dễ thương, với lại nói chuyện có duyên như chị Ngọc Lan là được. Nó nghe mình đây dễ thương lắm. Dạ về tính cách thì dịu dàng, đặc biệt là phải hiếu thảo với ba mẹ. Dạ, con chào chú Quỳnh Linh. Đủ dịu dàng chưa ạ? Dịu dàng có nè, nó cũng có duyên ha, trắng trẻo, nói chung là cũng xinh đẹp như ca sĩ vậy đó. Nhưng mà sao con nói xàm lắm con hả? Dạ lâu lâu. Không xàm nó vui mà. Em có muốn cái gì ở nhà trai nói đi, chị Lan hỏi liền. Dạ em thích bạn trai ăn mặc lịch sự. Cao. Quá lịch sự. Quá cao. Thơm. Thơm. Rồi để chúc con tự kiểm tra. Chú thấy tiêu chuẩn vậy đã đưa ra rồi, còn chúc mình cảm nhận con như thế nào. Bây giờ mình đi với ai con? Dạ con đi với lại ba, với lại mẹ con. À có ba mẹ luôn. Dạ có ba mẹ luôn. Dạ. Chào nhà gái. Mình góp ý coi con rể tương lai mình thấy sao nè. Chào MC Quỳnh Linh với lại
Ngọc Lan với toàn thể khán giả. Dạ, chào chị. Chào con rể. Dạ. Ngon rồi, vô. Nói chung là mẹ thấy cũng được. Chứ mà giờ tùy con thôi. Chứ mẹ thì chỉ góp một phần thôi. Thôi giờ có ba nói luôn. Dạ, còn ba thấy sao ba? Ba thấy là thấy được rồi đó. Còn cái chuyện mà tùy con nha. Nhưng mà giờ tụi nó muốn lấy nhau sớm thì được không? Chừng nào ba gả nè. Ba đồng ý thì ba giờ nào cũng được hết á. À, ba mẹ thì cổ vũ hết mình. Ba mẹ có cho phần nào không? Dĩ nhiên có. Gái nào mà không cho sao của được chìm không? Của chìm cứ nói đầy đủ. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Dạ, cảm ơn cô chú. Rồi, còn nhà trai đi với ai? Dạ, tại ba mẹ ở xa nên con anh dạ em đi một mình. Có anh Quyền Linh ở đây ha. Đừng lo nha. Miễn sao thơm là được nha. Đúng rồi, miễn gái có tiêu chuẩn là thơm đó. Thưa quan viên hai họ, bây giờ chúng ta phải cho đôi trẻ gặp nhau thôi. Mở rào. Đẹp trai lắm em ơi. Hôm nay đến thăm chương trình thì có cuốn sách gửi tặng em. Dạ, cảm ơn. Đây là một cuốn sách của thầy Thích Nhất Hạnh. Thì mình không kiềm chế được cảm xúc á, những kiến thức trong này thì giúp em được. Cuốn sách đó tựa đề gì vậy Thích? Sách đó là Giận. Giận? Em cũng hay giận bạn trai. À vậy hả? Vậy nó tặng đúng cuốn sách rồi đó em. À đây là bánh em tự tay làm. Tặng em. Nhìn ngon quá. Dạ. Anh có thể thử. Thử một miếng thôi. Dạ. Anh cũng chưa ăn trưa nữa. Đây đâu có ăn trưa đâu. Dạ, mời chú Hằng Linh. Rồi con cứ lo chuyện cho con đi, để Nguyên Hữu này cho chú. Gì chứ cái này chú hảo lắm. Rồi mời hai bạn về chỗ nào. Anh có thích chơi thể thao không? Anh kiểu như là ghiền thể thao luôn á. Tuần thì có thể chơi được 7 ngày luôn cũng được. Giờ đá banh, giờ chơi cầu lông. Với lại anh có đi tập gym nữa. Thì trong tuần thì thường là em rảnh vào những ngày nào? Dạ em rảnh thứ bảy với chủ nhật. Gặp nhau thì em thích đi chơi ở đâu hay là đi chỗ nào? Dạ em thích đi dạo công viên. Anh cũng thích đi dạo công viên. Hai đứa kiểu như hai đứa đi dạo công viên cũng khá là lãng mạn. Dự định của anh thì khi nào mới kết hôn? Sẽ là nếu mà nhanh là 6 tháng, còn chậm là 1 năm. Khoảng thời gian đó để đủ để mình có thể xây dựng cái tình cảm, hoặc là mình có dự phòng về tài chính á, kết hôn nó sẽ phù hợp. Còn em thì sao? Dự định khoảng 2-3 năm nữa. 2-3 năm nữa, không sao anh chờ được mà. Dạ. Yeah. Đợi khi nào bác sĩ kêu cưới thì cưới. Bác sĩ nha khoa. Bác sĩ nha khoa. Hết hồn. Em thích con trai hay con gái? Dạ em trai gái gì cũng được. Mà em thích con gái. Vì sao lại thích con gái? Dạ, tại dễ thương giống em. Còn anh thì sao? Còn anh thì sao? Anh thì anh cũng thích con gái. Vì con gái thì cũng dễ thương giống em. Cái bánh hồi nãy em làm nó có đường nhiều không? Dạ có, đường nhiều, em đam mê đồ ngọt. Ý là nãy giờ nó ăn đúng đồ ngọt, nó nói gì cũng ngọt. Ừ. Nếu mà kết hôn thì em muốn ai là người giữ tiền? Em thì em muốn độc lập tài chính. Ý là của anh thì anh xài, của em thì em xài. Còn rồi hai mình có sẽ có một khoản chung. Nhưng mà cũng phải có một người giữ tiền chứ. Anh thì anh muốn em giữ tiền. Dạ, chắc em nhường cho anh. Trời ơi, dở được. Trời ơi. Mình là phụ nữ, mình quán xuyến gia đình, cái gì cực khổ mình gánh về hết. Đúng không? Đó, giữ tiền cực khổ lắm, mình hãy giữ đi. Trả lời lại đi em. Dạ, vậy thì em giữ tiền. Em giữ tiền, anh thì anh lo giữ em thôi. Trời ơi. Quá trời quá đất rồi. Mấy cái người này sao mà trẻ con bây giờ yêu nhau sao mà dạng quá. Lời nó ngọt còn hơn bánh ngọt nữa. Ừ. Thích là bước tới nắm tay Khanh. Dạ. Anh, cho anh mượn tay em 30 giây đi. Thì anh thấy em cũng khá là dễ thương. Giống cũng khá giống một người ấy. Nhọc ai nhiều. Hả? Giống ai nhiêu mà? Không. Giống con dâu tương lai của mẹ anh. Ghi lại mấy đứa ơi, lấy sách, lấy viết ra ghi lại. Còn em thấy sao? Có giống một ai đó không?
Dạ giống. Giống người yêu tương lai của em. Xong cái tập này là chúng ta có ra xuất bản một cái cuốn sách là 36 kế cua gái. Anh sẽ hát một đoạn ca khúc Ánh nắng của anh. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Rồi, bây giờ em gái thể hiện tài năng của mình đi, nghe nói nhảy được đó. Nhưng mà bạn nam nhảy cùng em. Anh không biết nhảy. Chỉ một vài cái đi. Em chỉ anh. Nì ai vua, vua ai nì, biên sơ biên sơ. Nì ai vua, vua ai nì, biên sơ biên sơ. Khó quá bỏ mẹ. Không, tập theo đi, tập chút đi. Nào làm lại nè, tập đi đâu thích. Hai, ba. Nì ai vua, vua ai nì, biên sơ biên sơ. Rồi, vô. Cho lên số hướng nha anh. Bây giờ hai đứa có thể vui, có thể đùa chút xíu, nhưng đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, nhắm mắt lại, kiểm tra thật sự bằng trái tim của mình xem đây có phải là một nửa manh ghét của mình hay không. Chuẩn bị. Hai bạn chuẩn bị nhé. Một, hai, ba. Hết thời gian. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi nào. Nào, đang tay nhau thế này này. Vậy, gì nắm kỳ vậy? Chứng tỏ rằng nó chưa có yêu. Rồi, đang tay lại. Lần nào hết, đó. Rồi, đây có hai bác. Xin phép hai bác cho tụi con hẹn hò và tìm hiểu nhau. Nhân dịp có hai bác đây thì cũng con xin phép hai bác cho con với lại Khanh là có thể là tìm hiểu, quen biết, tìm hiểu nhau. Dạ. Con xin phép. Dạ. Dạ, con cảm ơn. Hai bác mừng muốn chết. Xin phép hai bác hung. Hung, xin hai bác hung hung. Lý. Dạ, cho con xin phép hung bạn một tí. Bạn tên gì nhớ không? Dạ, bạn Khanh. Dạ. Hung một tí thôi hả? Dạ. Đó, thấy chưa? Trời ơi. Thấy chưa? Mẹ số 1 đó. Cầm đi. Trời ơi. Bà xui hết sảy. Bà xui này số 1 luôn. Hung vậy người ta nói mình vô tâm quá. Hung vậy như hung con vậy. Nào. Nụ hôn nó phải chân thành, nó phải xuất phát từ trái tim chứ không phải hung cho có. Dạ. Thấy không? Dạ. Nào hôn vô má nhẹ nhàng cái nào. Hôn vô má. Đó. Dễ thương á. Thật ra là hai đứa rất là dễ thương luôn. Ở đây là ba má chấm rồi đó, con rể tương lai rồi đó. Đây nãy giờ là có ba mẹ của bạn gái chứng kiến và trao đổi hết rồi. Bây giờ em cũng muốn nói gì với ba mẹ của mình đang coi tivi hay không? Ba má mai mốt con dẫn bạn gái về ra mắt ba má con dâu tương lai. Ba má nhà cũng gật đầu luôn rồi đó. Yeah. Thôi hai đứa cố gắng lên nha. Yeah. Rồi chúc hai em hạnh phúc. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ đầu tiên là em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Ngọc Lan. Chào quý vị khán giả. Em tên là Phạm Bảo Toàn, sinh năm 1988. Quê ở đâu? Dạ quê gốc thì ở Đồng Tháp. Đồng Tháp. Toàn đang làm công việc gì? Dạ hiện tại thì em làm công việc kinh doanh mua bán nhỏ. Đang ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu. Ở Bà Rịa Vũng Tàu luôn? Dạ. Mình ở ngoài đó với ai? Ở hiện tại ở bố. Còn mẹ thì đang ở quê. Ở với bố ngoài đó thôi? Dạ. Có hai bố con thôi hả? Dạ. Rồi mời nhà gái. Dạ em xin chào chị Ngọc Lan. Em xin chào anh Quỳnh Linh cùng toàn thể quý khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Phạm Thị Cẩm Nhung. Em sinh năm 1991. Hiện tại là em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm việc tại Bình Dương. Công việc của em là nhân viên văn phòng. Bây giờ chúng ta biết nhau sơ sơ vậy rồi ha. Chúng ta nói về ưu điểm và khuyết điểm đi nhà gái. Dạ. Ưu điểm của em tính em thì là hật hà chịu khó, siêng năng trong công việc. Em là người biết lắng nghe, biết quan tâm, biết lo cho gia đình. Còn về vẫn khuyết điểm là
trong công việc thì em hơi nóng tính, rụt rè trước đám đông. Em nấu ăn cũng tạm được chứ không được ngon lắm. Rồi mời nhà trai ạ. Dạ, ưu điểm của em á là hòa đồng, vui vẻ. Thấy những người mà kém may mắn ở mình á, em giúp đỡ người. Rồi khuyết điểm là gì Toàn? Khuyết điểm của em á thì tính cũng hơi nóng, mà hiện tại bây giờ em khắc phục được rồi. Với lại cũng hay quên. Hay quên. Dạ. Mình kinh doanh mình chở hàng là gì Toàn? Dạ, em kinh doanh thịt gà. Thịt gà đó. Dạ. Rồi còn làm gì nữa không? Thì rảnh rỗi em ra phòng gym, em tập gym, rồi em có dạy thêm nữa. Tại vì em có cái nghề personal trainer. À, tức là dạy thêm tại phòng tập gym đúng không? Dạ. Về công việc cũng nhiều đó. Bây giờ em nói một chút xíu về đường tình duyên cho bên nhà gái nghe đi. À, nói về tình duyên thì từ trước đến giờ em chỉ trải qua một mối tình duy nhất. Hai người thương nhau mà rốt cuộc cũng kêu cha mẹ đồ tới á. Rồi xong rồi cái do họ nhà gái họ ta có hướng ngoại nên là người ta không gả cho mình. Không gả cho mình. Dạ. Yêu nhau mấy năm? Cũng được 3 năm. Yêu 3 năm rồi tới đó là dứt luôn. Dạ, có một hôm là lúc đó em đi làm ở trên Sài Gòn. Lúc đó thì em ấy là không có điện thoại, thì em mới mượn điện thoại của bạn á, có tạo tài khoản trên Vinmi á, kêu em lên đọc cái blog của em viết trên đó. Em mới lên em đọc, lúc đó em cũng chưa có điện thoại, mấy điện thoại smartphone như giờ chứ, kiểu là em cũng ra em đọc vậy, tạo tài khoản em lên em đọc. Khi mà em đọc cái tới cái dòng chữ là em đã đính hôn với người khác rồi, lúc đó là trái tim em nó tan nát hết. Rồi giờ em không biết làm sao luôn, thì cứ sụp mặt xuôi thôi. Em cũng mất 4 năm để mà quên một mối tình. Dữ vậy hả? Dạ. Vậy là em người đàn ông chung thủy đó. Người ta lấy chồng rồi 4 năm sau mới quên được mối tình đó. Dạ. Bây giờ là tới năm thứ mấy rồi? Hiện tại là năm nay là cũng đâu 6 năm, 7 năm rồi. 6, 7 năm rồi. Dạ. Mà nhắc là mối tình đó gần như em cũng đang cảm động đúng không? Dạ. Mọi thứ đã qua rồi. Bây giờ thôi mình sẽ đi tìm một cái mối tình mới. Và hy vọng rằng với cái sự chung thủy như em nói như thế, nó sẽ giúp cho người phụ nữ họ yên tâm hơn. Dạ. Mời nhà gái. Dạ thì em cũng trải qua một mối tình thôi. Thì mối tình của em cũng kéo dài cũng khoảng là hơn 6 tháng là kết thúc rồi. Có cái gì đậm sâu không em? Cũng chưa có gì đậm sâu hết chị. Không có gì đậm sâu, bên đây nhà gái đơn giản lắm. Rồi bây giờ em mong muốn có người bạn trai như thế nào? Em mong muốn có người bạn trai á, trước tiên là phải chân thành. Thứ hai á là có công việc ổn định. Thứ ba là biết quan tâm, biết lo cho gia đình. Em có cái điều gì em không thích ở đàn ông? Em nói rồi chị qua chị hỏi rồi có. Em không thích một chàng trai hút thuốc với lại gia trưởng. Rồi. Cô chấp. Hút thuốc gia trưởng cô chấp đúng không? Hút thuốc. Gia trưởng thì em không có, nhưng mà hút thuốc thì em có. Ồ rồi kìa, ở dưới người ta ồ rồi kìa. Em cũng nói với thâm tâm, với nói với bản thân em rồi, khi mà em có vợ thì em sẽ cố gắng em bỏ. Có bạn gái là mình bỏ đi chứ đừng đợi tới có vợ. Dạ. Ha, bỏ từ từ ha. Dạ. Được không? Người ta nói người ta bỏ đó. Ok ha. Với lại em ấn tượng với những bạn nam mà cao trên khoảng 1m7. Đủ thí dụ bên đây 1m6 rồi sao? Bên kia rồi, chắc không tới rồi. Nhưng không, quan trọng là tính tình rồi. Nếu mà em đặt tiêu chuẩn nó lên cao. Đúng. Đúng. Nói thôi chứ bên đây cũng cao rồi nha. Tôi qua tôi xem đàn gái coi. Xin chào anh Quỳnh Linh. Dễ thương, cao ráo, trắng trẻo, đẹp gái ha. Như người mẫu ạ. Như người mẫu luôn. Bây giờ là gì? Khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được? Nếu mà cho hai người thời gian tìm hiểu thì em nghĩ chắc khoảng trên 6 tháng. Trên 6 tháng, được. Hợp lý. Trên 6 tháng được, hợp lý. Giờ để qua đây hỏi coi. Dạ, chào chị. Ta nói trên 6 tháng là ta có thể kết hôn được á. Em thì thời gian của em thì 1 năm đảo lại. Rồi, cũng hợp lý luôn. Dạ. Bây giờ mẫu hình lý tưởng của mình là gì nè? Mẫu hình lý tưởng nói chung là không cân đối, không cao, cũng không thấp, không mập, không ốm là được. Bên kia như người mẫu vậy. Được, nói chung là ổn rồi đó. Em gái đi với ai? Dạ em đi với lại em gái của em. Nhìn là biết rồi. Dạ em chào MC Quỳnh Linh, MC Ngọc Lan. Dạ. Và chào khán giả truyền hình. Em thấy nhà trai như thế nào nè? Dạ em thấy anh bên nhà trai khá là điềm đạm, chững chạc, rồi sống rất là tình cảm. Hợp không? Ok không? Em thấy cũng khá là hợp á. Em cũng mong là anh chị sẽ cho nhau một cơ hội để mà có thể là tìm hiểu và tiến tới xa hơn. Rồi cảm ơn em gái. Rồi nhà trai mình đi với ai? Dạ hôm nay đi với dì. Dì ruột. Dì ruột, dì như mẹ rồi. Toàn ơi, dì thấy cô gái bên này cũng được. Dạ. Thôi con cũng cho cơ hội hai đứa tìm hiểu với nhau. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ sao? Mở rào. Mở đi. Mở rào.
Bắt đầu đi Toàn. Chào em. Anh có món quà nhỏ nhỏ gửi tặng em. Dạ, anh cảm ơn. Mong em nhiều. Dạ, anh có món quà tặng anh, hy vọng anh thích món quà này. Rồi, cảm ơn em. Với cái nghề của mình đó, bây giờ là Toàn có thể tạo dáng hình tập gym thế nào cho em gái thấy thể hiện của mình sáu múi thôi. Bây giờ có thể vừa hát mà vừa tạo dáng. Vừa hát gì hết đất được không? Ừ. Ca này hơi căng. Ví dụ như nếu chiều nay không có em, ai sẽ đưa anh về, thí dụ vậy. Thử xem nào. Cứ bước trôi qua một ngày, mây biến thế nào là yêu. Một ngày trôi qua lặng lẽ nhưng trong anh rất nhiều điều. Cứ lớn lên trong anh từng ngày, cứ lớn trong anh từng phút. Khi anh được ấm áp bên em, những suy nghĩ trong anh giờ đây chia làm hai. Một ngờ trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng nếu lỡ một ngày em nói là chia tay, anh sống thế nào đây? Anh sống thế nào đây? Hãy để cho anh được yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy đủ rồi. Đừng nói chi em. Dán này nữa. Tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghe cũng đủ rồi. Dễ thương mà. Sao em gái thấy được không em gái? Muscle như vậy là có thể bảo vệ được cho mình đó cô gái à. Em thấy anh này cũng khá là điềm đạm. Anh thấy em thế nào? Có đúng như đối tượng mà anh tìm kiếm không ạ? Thấy em thì dễ bên ngoài là rất hiền. Cũng cao cũng ra cũng đúng cái đối tượng anh cần tìm. Nói chung là anh thích. Thời gian rảnh á, anh hay làm gì? Thời gian rảnh hầu như là anh bích thời gian. Buổi sáng anh đi giao hàng, rồi chưa chưa về anh tự anh nấu cơm anh ăn, công việc nội trợ anh làm được hết. Là hiện tại anh đang sống với ai vậy? Với bố à? Chiều thì anh mới rảnh anh mới ra phòng gym anh tập, xong rồi anh về, xong rồi cũng cơm nước, tối hai bố con ăn xong nằm xem điện thoại tí ngủ dậy hết ngày. Nên mình nói về chuyện hẹn hò đi. Ừ. Hai bạn ở xa nhau hay gần nhau, rồi mỗi lần muốn gặp nhau thì như thế nào? Giờ giúp hai hiện bạn tại ra thì sao? Em ở đâu? Em ở Củ Chi anh. Củ Chi. Thành phố Hồ Chí Minh. Anh ở Bà Rịa Vũng Tàu, cái quản lý địa khoảng cách thì nó cũng hơi xa. Thu thì xếp chủ nhật hàng tuần em có đi làm, em có được nghỉ không? Thì em làm việc giờ hành chính không mà, nên chủ nhật em cũng khá là rảnh. Nếu được mình cho nhau cơ hội thì chủ nhật anh sẽ xuống thăm em hàng tuần. Thực ra Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh cũng xa, với lại em còn đi du lịch nữa. Nào, bây giờ bước tới. Đã. Hợp lý, hai người cao cũng đây tao có dài rồi. Không sao. Hai người nắm tay với nhau nào. Hãy nhìn thẳng vào mắt nhau. Em trai có thể nói những cái lời chân thành nhất mình suy nghĩ về bạn gái. Lần đầu tiên thì cái mẫu người bạn gái anh thích đó là hiền, dịu, nói chuyện nhẹ nhàng. Thì đến đây thì anh cũng gặp một gặp em cũng y chang vậy, nãy giờ nói chuyện nhỏ hiền. Mình có thể mình cho nhau một cơ hội, mình tìm hiểu một thời gian, nếu được thì mình tiến tới hôn nhân luôn. Còn mà nếu như không được mình có thể làm bạn nhau. Mình có thể làm bạn nhau. Bây giờ là lúc hai bạn lắng lòng mình lại, và sau đó thì chúng ta sẽ có cái quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Chào cưng. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia và chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Quang Vinh. Em sinh năm 1994, hiện em là trợ lý tuyên huấn phòng chính trị của Lữ đoàn 25 quân khu 7, đóng quân tại số 27 Đồng Cởi, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai. Em thì... Quê em ở đâu? Em ở Hưng Yên, quê em ở Ân Thi, Hưng Yên. Hưng Yên là nhãn lồng á? Dạ đúng đấy ạ. Bánh đậu xanh rồi đúng không em? Dạ cũng đúng. Đúng rồi. Mời nhà gái. Em nói đi.
Anh dạ, xin chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Võ Thị Thúy Linh, năm nay 28 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Dĩ An, Bình Dương. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng hả? Dạ. Trời ơi, thấy em mặc áo màu xanh là biết là em rất là yêu hòa bình rồi đúng không? Nói nghe nè, tại sao lại có mặt ở chương trình này? Dạ, tại vì có lẽ là do em ế quá cho nên là bạn em nó đăng ký giùm em, nó muốn là em có bạn trai chung với nó. Vậy đó hả? Nếu vậy thì giờ em nói luôn cái nhược điểm với ưu điểm của mình đi cho cái chú ấy bên kia nghe. Dạ, thì đối với cái ưu điểm của em á, thì em là một người vui vẻ, hòa đồng và có tính tự lập khá là cao trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Còn đối với nhược điểm của em á, thì em hơi vụng về và cũng đôi khi thì cũng lười một chút xíu. Lười một chút xíu hả? Dạ. Nhưng mà có tật xấu gì không? Dạ, thì nói với tật xấu thì em cũng chưa có phát hiện ra. Chưa phát hiện ra luôn? Dạ, phải chờ dạ. Phải chờ bạn bên kia phát hiện ra. Chờ bạn kia phát hiện đúng không? Bạn ơi, bạn nghe gì không bạn? Được rồi, để chú bộ đội phát hiện ra nha. Rồi mà em trai giới thiệu về mình đi, ưu điểm và khuyết điểm thế nào? Dạ, em thì về sở trường thì chắc em cũng không có cái sở trường gì nổi bật cả, nhưng mà về thì để em nói về sở thích thôi. Sở thích thì em cũng thích chơi thể thao, đặc biệt là bơi lội, bóng đá, bóng chuyền. Bên cạnh đó thì cũng thích đọc sách, các loại sách về self-help cũng như là về các cái sách mà về lịch sử văn hóa. Em có mấy mối tình rồi? Em thì em có hai mối tình. Hai mối rồi đó. Dạ, dạ. Mối dài nhất là bao lâu? Mối dài nhất là được 2 năm rưỡi. Còn mối ngắn nhất? Nhất thì gần 1 năm. Như vậy cũng khá dài đó nha. Dạ. Nhưng mà chia tay hai mối tình đó? Dạ, em không biết, nhưng mà cũng có thể là đến một giai đoạn nào đó thì khi mà mình tìm hiểu kỹ về nhau rồi thì bắt đầu mới lại phát sinh ra những cái mà mình không hợp. Bên cạnh đó thì khi mà em nhớ là em khi mà tức là chia tay á, thì bạn nữ kia cũng, cả hai bạn đều nói là em có một cái chút vô tâm. Nói chung mà em cũng, cái này em cũng tự nhận thấy là mình nhiều khi mình cũng khá vô tâm trong cái chuyện mà quan tâm đến bạn ý. Ví dụ là đi đưa bạn đi chơi á, hoặc là khi mà em gặp một nhóm bạn chẳng hạn, thì đôi khi là em quá, mình cứ quá. Hai cô đều có đánh giá em là hơi vô tâm chút. Dạ đều nhận xét em, đều nhận xét em cái này. Cái này rất là nguy hiểm luôn, bởi vì trong tất cả tình yêu hoặc là bạn bè hay là tất cả mối thân tình nào đó, cái chuyện mà chăm sóc mà lẫn nhau đó là quan trọng, mà mình vô tâm là cái này thiếu sót vô cùng tặng luôn. Cái này phải rút kinh nghiệm em nha. Dạ, em nói đi, em có mấy mối tình rồi? Dạ thì em mới có một mối tình thời sinh viên. Thời sinh viên là cách đây dạ, cách đây 4 năm. 4 năm rồi, quen được bao nhiêu năm? Dạ, quen cũng gần 1 năm. Gần dạ, 1 năm. Sau đó chia tay. Tại vì khi mà còn đi học á, thì cảm thấy là hai đứa tính tình cũng chưa được chín chắn cho lắm. Dạ. Không phải là bạn kia vô tâm mà em bỏ hay sao? Hay là tại em vô tâm mà bạn kia bỏ? Dạ, cái này là do em cảm thấy sau khi mà tốt nghiệp á, em muốn kiếm một cái người mà chững chạc chút xíu. Bây giờ bạn này nhỏ hơn nữa, giờ tính sao? Dạ, thì nếu như mà bạn nhỏ hơn nhưng mà bạn chững chạc, bạn biết suy nghĩ thì vẫn được. Vẫn được phải không? Dạ. Nhưng mà bạn em có sợ những bạn trai vô tâm không? Dạ có, tại vì trong cuộc sống thì có thể là mình không có thời gian, không có nhiều cho nhau nhiều thời gian cũng được. Nhưng mà khi mà mình có thời gian với nhau á, thì mình phải biết quan tâm chút xíu, như là bù đắp lại những khoảng thời gian trước. Bây giờ thì đàn trai, bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì về bạn, về một nửa của em thì em cũng không có tiêu chuẩn đặt ra nào, nó cụ thể là như nào cả. Bên cạnh đó, nhưng mà nếu mà để mà đi với nhau dài lâu hơn thì em cũng mong muốn là bạn nữ thì cũng là một người phụ nữ truyền thống thôi. Dạ, vì cái nghề nghiệp của em nó cũng khá là đặc thù. Thế vậy em cũng muốn là bạn nữ mà truyền thống, biết quan tâm chăm sóc gia đình hai bên nội ngoại. Đó, yêu cầu đàn trai vậy, bà mối tính sao? Chào em. Em ơi, chị dạ. Nè. Nãy giờ đứng rình nghe lén đó. Đó. Thì bây giờ em có ngại khi bạn gái bên đây hơn mình tới 3 tuổi không? Dạ có. Ngại hả? Dạ dạ. Ngại về tuổi tác. Dạ. Thế vì em hình dung cô gái bên đây như thế nào? Em nghĩ là bạn nữ bên kia thì qua cách nói chuyện rồi là em nghĩ là bạn ấy là một người có học thức rất là cao, cũng khá là chín chắn và cũng là rất là tinh tế trong cuộc sống. Dạ. Hình dáng, ngoại hình. Dạ thì em chắc là cũng rất là xinh, em đoán vậy ạ.
cái mặt non hơn mặt em gấp mấy lần luôn á, chị nói cho em biết. Hôm qua đêm coi nhà gái tôi nè. Dạ cho chú. Trời ơi, gương mặt xinh xắn quá nha. Non không dạ. Mặt non măng vậy. Ôi, đó. Gương mặt dễ thương quá. Mặt này mặt điện ảnh nè, rất là ăn ảnh luôn nè. Thôi đi theo tôi đóng phim luôn cho rồi luôn đi. Gì vậy? Ông bây giờ ông làm MC không? Đóng phim đâu mà. Mời đóng phim luôn được hả? Dễ thương nha. Dạ. Nói chung là khi mà em chấp nhận quen bộ đội rồi đó, thì chúng ta phải chấp nhận về cái thời gian rất là, gọi là nó đâu ra đó. Chứ không phải là mình muốn, anh ơi em cần đi coi phim, anh ơi em cần này kia. Cái này là khó lắm đó nha. Dạ, thì cái một điểm nữa là tại vì cái phần thời gian đó. Tại vì con cũng rất là tự lập. Dạ, tại vì là nói với mà nếu như mà tính con cũng là hay lười, là lười nói chuyện á. Cho nên nếu như mà gặp một bạn nam mà có quá nhiều thời gian mà nói chuyện với mình nhiều quá cũng rất là hay chán. Tại vì không có muốn nói nhiều. Nếu mà nói nhiều quá thì không có chuyện gì để nói nữa. Dạ. Có nghĩa là nhà gái bên tôi á là chấp nhận cái thời gian rồi. Mà của các chú quân nhân là không có thời gian nhiều dành cho người yêu để không. Đi chơi và không. Cho gia đình, cho nên là bạn đó là thực ra bạn cũng không thích gặp nhiều. Thôi gì cũng được đi ha. Em muốn có một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ, thì đầu tiên là không có gia trưởng và hay chấp nhận những chuyện nhỏ nhặt chia ly nhiều quá. Dạ, là thêm một cái nữa là lười. Hả? Lười là không, dạ, không chịu làm việc nhà hay là không, nhưng mà có thời gian rảnh rỗi mà muốn nhờ đi đây đó thì lại lười không chịu đi. Rồi thà không có thời gian thì thôi, nếu như mà có thời gian á thì khi mà cần á thì mong là có thể đáp ứng được. Bộ đội không có lười được đâu. Yên tâm đi, yêu nhau là mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, em yên tâm cái vụ bộ đó đi. Bộ đội chịu khó lắm nha cưng ha. Rồi, nói chứ hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với anh trai và em gái. À anh trai. À. Đó. Trai đẹp trai quá ha. Nhìn anh trai là ra em gái nha. Được chưa? Rồi em trai cho ý kiến đi. Dạ xin chào chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân và bạn đó. Nam và toàn thể khán giả tại trường quay. Thì qua cuộc trò chuyện nãy giờ thì thấy bạn Nam cũng khá là vui vẻ, hòa đồng chứ không có khô khan giống như mình tưởng tượng là trước giờ là các anh bộ đội á thường hay cứng rắn lắm. Thì về bạn Linh á thì em cũng yên tâm. Thì Linh ở nhà thì cũng rất là lo chăm lo cho gia đình. Thì về phần gia đình đó thì rất là ok. Thì cái phần đó thì em yên tâm. Còn về thời gian á, thời gian của hai người hẹn hò với nhau á, thì lúc nào em rảnh thì có thể qua hẹn hò thôi. Còn Linh thì cũng không có quan tâm nhiều cho thời gian lắm. Thì trước giờ tính Linh thì anh cũng hiểu về vấn đề đó. Thì em cứ yên tâm. Nhưng mà anh trai nhìn chú bộ đội này, anh trai thấy có cảm tình không? Dạ có ạ, mặt rất là sáng, rất đúng là dễ thương. Dạ. Chú bộ đội, mình đi với ai? Dạ hôm nay em đi với thủ trưởng của em, là anh Xuyền ạ. À. Ở đây anh Xuyền thôi. Rồi, dạ. Chào thủ trưởng. Vâng, xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh cùng các quý vị khán giả. Thì trước hết hôm nay tôi đi với em Vinh, là người cấp dưới, cũng là đứa em mà tôi đã từng trực tiếp quản lý và rèn luyện em cách đây 5 năm. Và đến nay cũng em cũng đang công tác tại cơ quan của tôi. Thì qua cái cuộc trao đổi, cuộc trò chuyện giữa hai em thì thấy rằng bạn gái bên này là theo cách nhìn nhận của anh thì bạn gái rất sắc sảo và có một cái gì đó rất tinh tế và nhan sắc thì cũng so sánh giữa hai em thì rất hợp. Đã. Còn cũng nhân đây thì cũng nói về một chút về chỗ em Vinh. Đã. Thì với một con người cán bộ được đào tạo bài bản trong môi trường quân đội, em rất là cứng rắn. Xét về góc độ phẩm chất đạo đức, rồi là lối sống, rồi cái phong cách làm việc, cũng như ý thức chấp hành kỷ luật thì tuyệt vời. Đã. Còn có một cái điểm mà em gái cũng cần cân nhắc, đó là về cái điều kiện công tác của đặc thù của quân nhân trong quân đội nói chung và chỗ anh Vinh thì cũng có nhiều cái rất là khó khăn. Là lính công binh làm nhiệm vụ thời chiến trong thời bình nên là rất vất vả, gian khổ, rồi là có khi là phải thực hiện những cái công việc xa gia đình cả vài ba tháng. Nên trong quá trình các em nếu thực sự mà muốn chia sẻ với nhau, muốn gắn bó nhau thì phải chia sẻ với nhau nhiều hơn và thấu hiểu nhau nhiều hơn nữa. Thì cũng mong rằng là
sau cái buổi hôm nay thì các em sẽ về chung một nhà. Và là một cái niềm vui đối với đơn vị cũng như là tất cả các anh các chị trong trường của anh ngày hôm nay. Xin chúc các em hạnh phúc. Cảm ơn thủ trưởng, hay quá. Cảm ơn thủ trưởng nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào cho các em các cháu gặp mặt nào. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi Vinh. Đứng hình luôn. Đứng hình luôn, không tặng quà tặng cáp gì luôn, đứng hình luôn. Hôm nay đến chương trình thì mình cũng có món quà tặng bạn. Đây là cuốn Quân khu 5 đồng. Mình đã đọc từ thời mình học đại học thì cuốn này kể về một cái khu tập thể của quân nhân Bộ Quốc phòng ở thời kỳ bao cấp. Thì trong này thì cũng sẽ có hình ảnh của những cậu thanh thiếu niên, cũng đúng là chất con nhà lính, thì cũng tặng bạn để bạn có một chút hiểu thêm về cuộc sống của người lính và gia đình của người lính. Cảm ơn. Thế thì sau đây mình cũng có món quà để tặng bạn. Thì đây là món quà mà mình tự làm, nên là không bạn giữ cho. Mình cảm ơn. Mở ra đi cưng, Vinh, Vinh mở ra đi coi là gì. Cái này là móc khóa. Dạ, móc khóa, móc điện thoại. Rồi tại sao lại tặng móc khóa? Nói dạ. Cho nói cho Vinh nghe đi, tại sao em lại tặng cái móc khóa này? Dạ thì nếu như mà móc dùng để móc điện thoại á thì em thấy là cái thời nay á là mọi người sử dụng điện thoại rất là nhiều, cho nên nếu như mà bạn móc điện thoại thì mong là lúc nào bạn sử dụng điện thoại bạn cũng sẽ nhớ tới mình. Còn nếu như bạn sử dụng móc khóa thì mình mong là mình sẽ có thể là giữ được trái tim của bạn. Dạ. Tặng bạn móc khóa mà tặng khi mà đỏ lẹt thì làm sao mà người ta... Nhà ở Linh là nhà ở Dĩ An, Bình Dương đúng không? Ừ, đúng rồi, mình ở Dĩ An. Thời gian mỗi tuần á bạn chỉ ra được có chủ nhật thôi đúng không? Mình hiện tại thì cũng được nghỉ thứ bảy chủ nhật, mình làm cũng giờ hành chính thôi, nhưng mà tuy nhiên thì bộ đội thì cũng có những cái ngày mà khi ví dụ là buổi tối á, buổi tối thì cũng có ngày ra ngoài được, cũng có ngày thì cũng phải ở lại đơn vị để cũng đi kiểm tra đơn vị hoặc duy trì các cái chế độ nền nếp của đơn vị nữa. Thì nhưng mà cơ bản là nếu mà thời gian thì mình cũng không có quá gò bó lắm. Không sao, tại vì mình cũng không cần gặp nhiều đâu. Thôi bỏ cái mình đi, anh em làm ơn đi. Linh, dạ. Anh Vinh ơi, anh Vinh nói đi. Em là đang nằm ở đâu nhỉ? Dạ hiện tại là em đang làm ở chợ Dĩ An luôn. Làm gì anh? Dạ. Làm gì em? Làm đâu biết? Dạ, làm bên văn phòng bên kế toán cũng như là kiểm tra số lượng ở chỗ đó. Học chỗ gì quên luôn rồi. Bên nội thất. Dạ. Bên nội thất này. Thì nếu như mà sau này có thể tiến xa hơn nữa thì bạn có dự tính gì, anh có dự tính gì cho tương lai chưa? Về nếu mà mình thì mình cũng dự lại tính mình, là lại mình ơ anh, không à, mình à. Mình đầu gì hết anh. Anh cũng dự tính là nếu mà chắc mình cũng khoảng nếu bây giờ mà có người yêu đi thì chắc là khoảng tầm khoảng 2 đến 3 năm nữa thì cũng mới kết hôn được. Tại vì hiện tại thì mình cũng anh cũng chưa có chuẩn bị được cái gì nhiều về cho tương lai cả, cũng rất là nhiều thứ. Công việc thì cũng gọi là tạm ổn định một chút thôi, nhưng bên cạnh đó thì nó cũng còn về đấy, cũng mình cũng chưa có nhà cửa thì cũng chưa có các thứ lên cơ, mình cũng chưa tự tin để mà bước vào cuộc sống hôn nhân cả. Thì mình cũng anh đi anh nếu mà ấy thì cũng chắc phải 2-3 năm nữa. Thì đúng là khi mà tiến tới hôn nhân á, thì mình cần phải ổn định nhiều hơn. Thì là một năm anh có về quê một lần hay là bao lâu anh về một lần? Quê anh ở ngoài Hưng Yên thì một năm thì thường là đơn vị sẽ tạo điều kiện cho đi phép từ 20 đến 30 ngày. Thì thường thì nếu mà gia đình mà không có công việc đột xuất, còn nếu có công việc đột xuất thì anh vẫn xin nghỉ được khoảng 5 ngày đến 1 tuần xin về được. Còn lại nếu mình đi phép theo cái quy định chế độ của mình thì một năm anh sẽ về một lần, về thăm bố mẹ, thăm gia đình. Ở nhà anh ở Hưng Yên là có trồng cái gì ăn không? Nhà anh ở Hưng Yên thì có trồng lúa, bên cạnh đó thì cũng có trồng, có một vườn trái cây, cũng trồng ổi, hồng xiêm,
bưởi, táo các loại đấy, mỗi thứ một vài cây. Ủa không có nhãn em hả? Đã có nhãn ạ, có nhãn thì nhiều. Phải nhớ nhiều nhãn hương yên chứ. Dạ, nhãn thì nó là cây chủ lực. Em gái biết hương yên là ở đâu không? Dạ thì cũng biết là ở phía ngoài vùng ngoài, nhưng mà do là chưa có đi cho nên là cũng chưa có biết chính xác. Vùng ngoài là ở đâu em biết không? Dạ ở khúc khoảng là phía vùng phía Bắc. Cũng phía gần, Bắc. gần Hà Nội ạ. Như Đồng Nai với cả Sài Gòn á. Tức là từ Hà Nội á, dạ, em đi lên đường Hải Phòng, đi đường 5. À, cách Hải Phòng khoảng mấy chục km, cách Hà Nội khoảng 5-60 km em nhỉ? Dạ dạ đúng ạ. Đấy nó khoảng đấy đấy. Thì thường á là ở anh về quê á là có hay đi du lịch không? Ở ngoài đó có cảnh gì đẹp không? Anh về thì cũng tranh thủ về thì thường cũng hay đi du lịch, nhưng mà anh thì anh thích đi du lịch không phải là kiểu du lịch nghỉ dưỡng á. Mình không phải là mình đến mình thuê phòng mình nghỉ, mà thường là kết hợp đi, đi phượt, tại vì cũng được cái là bạn bè này bộ đội ngày xưa các bạn ấy cũng học ở ngoài trường ấy, cũng gần như tỉnh nào cũng có bạn, thế nên là nâu nâu thì mình về thì mình sẽ gọi trước cho các bạn ấy, xong là lên nhà các bạn ấy chơi thì tiện đi du lịch luôn, và các bạn ấy sẽ dẫn đi, như thế thì mình cũng thấy là nó hay hơn, mình cũng thích những kiểu như thế. Cái thứ hai là về du lịch thì mình thích những cái nơi mà du lịch về văn hóa, tức là mình để mình thăm lại các cái di tích lịch sử văn hóa, chứ mình cũng tất nhiên cảnh đẹp ra cũng thích rồi, nhưng mà mình đã ưu tiên những cái chỗ đó hơn. Bây giờ mình vô cái chuyện hẹn hò đi. Thí dụ sao bữa nay mình hẹn hò sao? Ở đâu đó đón đi bằng gì đó rồi đi xem phim, cà phê gì đấy. Thử đi các bạn. Vâng, khoảng cách thì Biên Hòa với Dĩ An thì không biết là chỗ nào Dĩ, bạn ở chỗ nào Dĩ An. Chứ nếu mà chỗ đầu Dĩ An thì về chỗ mình chắc khoảng 15 km. 15 km thì nếu mà hẹn hò thì Nếu mà đi lên trên chỗ của Vinh á, thì là sẽ hẹn là hẹn như thế nào? Là Vinh lên thăm Vinh ở trên doanh trại thì là có được đi ra ngoài uống nước hay là đi coi phim không? Hay là dạ, bạn có. Linh sẽ đi vô trong doanh trại để mà thăm Vinh? Dạ thì hình thức gì thế nào cũng được, tùy bạn gái muốn thôi. Còn em là em nói là em cũng chủ động được thời gian. Cơ bản là em cũng thời gian cũng không quá gò bó đâu. Em có thể đi lên Dĩ An được, hoặc là bạn xuống Biên Hòa chơi cũng được. Hoặc đi Sài Gòn hoặc đi Vũng Tàu đâu đâu ấy thì mình cũng vẫn đi được thôi. Anh có thích đi phượt không? Đi phượt thì thực ra là mình bạn bè rủ rất nhiều, nhưng mà mình chưa... Từ bé là mình chưa đi một chuyến đi phượt hết, bởi vì mình phượt cũng là cảm cũng thấy... cái dạng như nãy em vừa mới nói đó, có nghĩa là em không phải đi theo không tour em đi mình... thì tại vì nếu em đi thế là em đi hay đi xe khách thôi, đi xe khách trong đến nơi thì ấy, chứ đi xe máy mà đi phượt thì em nghĩ nó cũng nhiều cái nguy yếu tố nguy hiểm trong đó. Mình đi phượt bằng xe khách với lại xe tăng không à? Vâng. Không đi xe máy. Đi xe máy nó nguy hiểm nên em cũng không đi. Nhưng mà nếu mà mình đi phượt cự ly gần như kiểu Vũng Tàu hoặc là những cái địa danh ở Đồng Nai ấy thì cũng được, cũng 70-80 km đổ lại thì vẫn trong khả năng chạy xe khoảng 2 tiếng thì mình cũng chạy được. Còn đi dài hơn mình không đi. Chạy không nổi hay là mệt. Sao? Thấy nó rất là mệt mỏi. Rồi em ơi, bây giờ thí dụ như là một tuần, một tháng đó thì em có bao nhiêu ngày phép? Đấy, em nói là một tháng thì em là em trực, bên đơn vị em là duy trì chế độ là như em ở trên cơ quan là các anh ấy cũng tạo điều kiện rất là nhiều. Nhưng khoảng bao nhiêu ngày phép trong một tháng? Thì em khoảng dành khoảng 7 ngày đến 8 ngày. 7 ngày 6, phép? 6 ngày, 6, ví dụ sòng khoảng 6 ngày. 6 là nhiều đó, 6 ngày phép trong một tháng. Dạ, thì em mà... xuống như đây khoảng mấy ngày? Dạ, nhưng mà em đi em đến tối em phải về. Đến em đi đến 21 giờ là em phải về, có mặt ở doanh trại rồi. Tại vì dạ, quy định. Kể, vâng. Cứ đi tới đó về thôi. Lâu lâu không lẽ không ở được hả? Dạ, lâu lâu thì chắc là thủ trưởng chắc là cũng sẽ tạo điều kiện. Phải cho việc ở lại thi chứ. Thi thoảng đi, thi thoảng xin xin với thủ trưởng cho cải thiện chứ. Nói chung lại bây bắt giờ cháu nó về ngay thì có mờ. Giờ nói thế thôi chứ tới chừng nó muốn ở lại thì nó tìm đủ mọi cách. Dạ, đúng không? Dạ, dạ. Rồi bây giờ thế này, nãy giờ tụi mình nói chuyện cũng lâu rồi, bây giờ mình nhìn nhau, tiến tới hai bạn nắm tay nhau và cảm nhận từ nãy giờ các bạn đang suy nghĩ điều gì và trái tim nó có rung động gì chưa? Hãy nói với nhau nghe xong ta tiến hành bấm nút luôn. Nào bấm không bấm tùy các bạn. Nào tiến tới, bạn gái đứng lên. Đấy, hai bạn nắm tay truyền cảm xúc cho nhau thử xem. Linh á, Linh hỏi về nắm vấn đề. Nắm hai tay luôn. Linh hỏi bạn về vấn đề vô tâm đi. Nắm hai tay luôn, đúng rồi. Đó, nắm hai tay luôn. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Đó, hỏi đi. Nhìn xoáy vào mắt nhau hỏi nào. Nếu như mà yêu em rồi thì anh còn vô tâm nữa không? Thì hồi nãy em cũng có nghe anh nói là anh cũng khá vô tâm với bạn gái. Thì nếu như mà sau này mình có quen nhau á thì anh có thể là quan tâm đến em nhiều hơn được không? Cái đó thì chắc là mình sẽ sửa được thôi. Anh sẽ sửa được. Rồi nó cũng không quá quan trọng. Cảm xúc thế nào?
Tôi tức ghê, Vinh nó có nhìn trán nhỏ không? Nhìn đây, nhìn vô cái ánh mắt của bạn này, không có nhìn lên trán nữa. Làm nó sợ gì, nhìn đâu không à? Ừ, mắc cỡ quá. Mày chắc tháo binh hay sao nhìn phía trên không vậy? Anh nhìn vô mắt nhau. Nếu mà yêu nhau thì chắc chắn là anh sẽ bỏ cái... Thôi. Cái anh sẽ bỏ cái vô tâm đó, nói đi, nói với Linh một câu đi. À, nếu mà mai sau nhìn vào mắt người ta chắc chắn là vợ em thì em sẽ sửa cái tính vô tâm đó của em. Cũng không chỉ là ý nó bất kỳ là ai cũng thế thôi, mình khi đã là vợ mình thì mình cũng phải cố gắng quan tâm, quan tâm thật là nhiều. Sửa từ ngay lúc yêu chứ, chỉ khi nào là vợ cho nên thì lúc đó mới cố gắng thôi. 3 năm nữa ông mới lấy người ta rồi, 3 năm nữa ông mới không vô tâm à? Khi mà yêu nhau ngay sau đây thôi, khi yêu nhau là em đã không vô tâm với Linh rồi. Cái đó nữa thì em muốn là thôi để thời gian nó chứng minh và thực tế nó chứng minh, chứ mình không muốn là mình nói mình hứa mình không thực hiện được thì nhiều khi cũng mất cái giá trị của bản thân đi. Đã, bây giờ em làm được thì thôi tự bản nữ sẽ cảm nhận thôi ạ. Dạ xong chưa? Thôi được rồi, thôi trở về ghế đi các bạn, được rồi đó. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi. Nút bên đây. Bây giờ mình đã trò chuyện, đã nói chuyện, đã nắm tay nhau rồi. Bây giờ đã đến lúc mình lắng lòng lại xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Bấm là chúng ta quyết định hẹn hò và tiến xa hơn nữa. Chúng ta bấm nút vì trái tim chứ không bấm nút vì tất cả điều gì cả. Bởi vì nếu các bạn thật sự rung động, các bạn bấm nút. Không thật sự rung động, dành cái nút bấm đó cho rất nhiều người đang theo dõi truyền hình, họ bấm nút nha. Đừng đánh mất cơ hội của nhiều người khác nếu như ta không rung động. Chúng tôi xin nhắc lại, bấm phải có trách nhiệm với nút bấm, không phải bấm rồi nó cho nó qua nha các bạn. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm, quyết định bằng chính trái tim của mình. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi. Ủa không ai bấm luôn hả? Có. Hả? Có bấm. À. Em gái bấm, em trai không bấm. Em hãy nói lý do tại sao không bấm ha Vinh. Anh em thì hôm nay đến chương trình thì cũng mong đầu tiên là tìm được một nửa của mình, thứ hai là cũng muốn là để cũng là một dịp để mình giao lưu, mình học hỏi thêm những cái về quen biết thêm các bạn. Hôm nay gặp bạn Ninh đây thì em cũng thấy là bạn Ninh rất là dễ thương, rất là xinh xắn, và như em nói ban đầu là bạn ấy rất là một người rất là tinh tế, phụ nữ truyền thống. Nếu mà ai mà kết hôn được với bạn đi thì chắc em nghĩ là về vấn đề tề gia nội trợ hoặc là các vấn đề khác thì rất là sẽ là rất là yên tâm. Tuy nhiên thì em cũng nhớ là anh Quyền Đinh vừa cũng nói là thôi mình cũng lắng nghe trái tim mình. Cái thứ hai nữa là nói chung em cũng hơi tại vì bạn cũng hơn tuổi nên thôi em cũng từ trước giờ em cũng gần như là em chưa quen mà em chưa nói chuyện với ai mà hơn tuổi em, thực sự là rất là khó trong cái chuyện xưng hô, rồi cũng có cái gì đó cũng nó cản trở rất là nhiều. Hiểu rồi, em sợ là em mình... chưa vượt lên được cái cảm xúc của mình. Dạ. Đó, giống như anh Quyền Linh, anh làm chương trình mà vượt lên chính mình đó thì em chưa vượt lên chính mình được. Dạ. Anh cảm nhận ngay từ đầu những gì, những thái độ, tất cả những cảm xúc của Vinh, anh cảm nhận rằng Vinh sẽ không bấm ngay từ đầu luôn, và cũng không ép điều gì cả, bởi vì chúng ta phải rung động chính trái tim của mình mới có thể bấm nút. Và nói dù sao thì mình đã sống thật với trái tim của mình, không lo lắng điều đó. Ha? Một cô gái rất là dễ thương, chắc chắn lên trên sóng truyền hình sẽ có rất nhiều chàng trai bấm nút cho em gái nha. Nhưng mà cố gắng cho ăn uống cho nó mập mạp lên chút xíu nha em gái nha. Dạ, em ăn nhiều lắm rồi nhưng mà không có lên được. Né cái chữ mập. Em cố gắng bồi dưỡng vitamin cũng như là chất đạm, tất cả mọi thứ để mà mình tròn trịa hơn một chút xíu. Dạ đó. Rồi, sau chương trình hôm nay thì cũng mời Ninh... cuối tuần thì nếu mà rảnh thì cũng xuống Biên Hòa thì mình sẽ mời Linh đi xem phim, đi ăn. Có thời gian nữa thì khi nào đi qua Biên Hòa hay gì đấy thì cứ gọi mình sẽ đưa đón đi chơi như những người bạn. Thì như mình nói lần đầu á, thì mình cũng rất là lười ở đây á, là mình lười đi ra ngoài khi mà không có động lực á, cho nên có thể là mình sẽ không có đi. thì mình nên đi ăn được không? Dạ. Chắc là được đúng không? Xong được, quá được đi chứ. Thì mình sẽ bố trí một dịp nào đó mà mình chắc cũng nhanh thôi. Mình đừng nghỉ thì mình lên đấy thì chắc hai người cũng đi nói chuyện, để tâm sự thêm để hiểu nhau hơn một chút nữa.
Thực ra là như vậy nè, những người mà ở trong quân ngũ á, Linh nhớ là bạn này khi mà bạn yêu là lúc đó bạn nhỏ xíu à, bạn là trẻ trâu luôn á, tại vì 8 năm bạn vô quân ngũ rồi, thì trước cái tình yêu đó có nghĩa là bạn mới có 18 tuổi thôi, Linh hiểu không? Thành ra là suốt cái thời gian trong quá trình mà ở quân ngũ là 8 năm trời thì tạo nên một cái tính cách, một cái người đàn ông là họ không có giống như là họ không có rào trước đón sau, họ cũng không màu mè được. À, cũng không có mồm mép được, có nghĩa là nghĩ sao thì nói như vậy, nhưng mà cực kỳ chân tình. Cho nên cái việc mà bạn hay không bấm đó là cái mà bạn nghĩ là bạn sẽ không đem lại cái gọi là cái tốt đẹp cho Linh. Rồi nhưng mà cái phần thứ hai là khi bạn mời Linh đến về Biên Hòa, đó là lời mời thật chứ không có đãi bôi. Đó là cái cảm nhận của chị nha. Đó thì chị hy vọng là sau đây nó là một khởi điểm tốt đẹp cho một tình bạn. Tại vì nếu mà em đã thương những người quân nhân giống như chị cũng rất thương mấy chú bộ đội ha, thì mình cứ gây đây là một tình bạn tốt, không có vấn đề gì cả, không có tự ái ở đây, cũng không có một cái gì cả. Mình đến với nhau được bằng tình yêu thì tốt, không được là bạn, đúng không? Mình phải ủng hộ cho những chú bộ đội này, bởi vì mấy chú rất cực khổ. Nói cho Vân nha, cô gái này mặt hơi bị xinh đấy, rất nhiều chàng trai theo đuổi đấy, không đơn giản đâu. Bạn nữ rất xinh. Rồi, thôi, duyên không có, phận cũng chưa. Chúc cho mỗi bạn sẽ sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình. Quà hãy giữ lấy. Mình hãy nhớ một lần nào đó chúng ta đã gặp một người bạn trên sân khấu bằng mối hẹn hò. Đừng quên những giây phút này nha.